Vào khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2017, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ quét qua địa bàn thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi làm 40 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, trong đó 2 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều trụ điện, cây cối cũng ngã đổ. Ông Nguyễn Vinh ở thôn Thạch Thang cho biết, ngôi nhà của ông được xây dựng kiên cố nhưng lốc xoáy quá mạnh làm toàn bộ phần mái ngói bị tốc hoàn toàn. Rất may, 4 người trong gia đình kịp chạy thoát ra ngoài nên tính mạng đều an toàn. Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức đã đến hiện trường, huy động gần 100 người gồm lực lượng bộ đội, thanh niên xung kích đến hỗ trợ giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định chỗ ở. Sau đó lúc 10 giờ cùng ngày, tại xã Bình An, huyện Bình Sơn cũng xuất hiện lốc xoáy làm 16 ngôi nhà bị tốc mái. Trong khi đó tại huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh giật cấp 8, cấp 9, biển động dữ dội đã nhấn chìm nhiều lồng bè của người dân nuôi thủy sản ven bờ biển quanh đảo. Theo thống kê ban đầu, có 23 lồng bè nuôi tôm, cá chuẩn bị xuất bán bị sóng đánh lớn hư hại hoàn toàn, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.